Đại gia Hà Nội trao giải 2.500 tìm chó lạc. Trong khi không ít người tuần nào cũng nhậu với thịt chó, nhiều thành phố lớn như Việt Nam như Hà Nội và Sài Gòn cũng có người coi chó cưng như thành viên của gia đình. Tại thành phố Nam Ngư, Hà Nội mới đây, một đại gia đã tìm mọi cách từ việc cất công đi tìm, thuê người lái xe gắn máy ôm, đăng cáo thị để tìm chó trên một góc chiếm 1/8 trang báo, rồi dán áp phích đầy đường, cuối cùng còn ra giá chuộc chó 50 triệu đồng, tương đương với 2.500 đô la. Mỗi tin tìm chó bị thất lạc của ông đại gia không chỉ xuất hiện trên một mà nhiều tờ báo khác nhau ở Hà Nội, khiến nhiều người kinh ngạc. Ngày càng thêm nhiều người đổ xô vào công việc tìm kiếm chú chó lạc này để tìm chút tiền còn, nhưng đến nay vẫn hoài công. Báo mạng VEF dẫn lời ông đại gia tên Nguyễn Minh Thành cho biết đã mua cô chó nói trên ở Đà Nẵng, một giống chó lai ở Phú Quốc. Vì vậy, ông đặt tên cô là Phú. Cư dân trong vùng còn kể chuyện ngày buổi tối, hay tin lạc mất chó cưng, ông Thành lập tức quy tụ cả nhà cùng với nhân viên bảo vệ công viên Thống Nhất, lên tới hàng chục người, đổ xô đi tìm. Tất cả đều cầm đèn pin, mang găng tay, lùng sục từng bụi cây, nhưng cô Phú vẫn biệt dạng. Sau đó, mặc dù ông cho dán tờ áp phích hứa thưởng 50 triệu đồng cho bất cứ ai tìm được cô chó lạc, công cụ tìm kiếm vẫn không có kết quả. Cũng theo VEF, từng có nhiều gia đình bỏ tiền, bỏ công sức lùng kiếm chó cưng đi lạc trong nhiều năm gần đây. Không riêng gì gia đình ông Nguyễn Minh Thành, tại quận Hà Đông, Hà Nội, đã có gia đình dán giấy tìm chú chó bị thất lạc với giá rao thưởng 10 triệu đồng, tương đương 500 đô la. Chủ nhà cho biết, chó cưng đã ở với họ suốt 10 năm trời, mến tay, mến chân không khác một đứa con. Lúc chó đi lạc, cả nhà cũng của bà buồn đến độ mất ăn, mất ngủ. Tại Sài Gòn, có người còn thuê thám tử tư giúp tìm chó thất lạc. Giám đốc một công ty dịch vụ thám tử tư cho biết đã may mắn tìm được con chó suýt chút nữa bị đưa vào lò giết mổ.